Xin kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi chuyên đề xây dựng và bất động sản cuối tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Thưa quý vị, tiền sử dụng đất là một trong những nguồn thu quan trọng của ngân sách nhà nước. Bên cạnh đó, tiền sử dụng đất cũng là một trong những yếu tố tiên quyết quyết định đến giá thành của bất động sản, chiếm xấp xỉ khoảng 20%. Trong những năm vừa qua, các quy định về thu tiền sử dụng đất đã từng bước được thể chế hóa theo nguyên tắc thị trường. Các thủ tục liên quan cơ bản đã được đơn giản hóa, tạo điều kiện hỗ trợ cho sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đạt được, quá trình tính tiền sử dụng đất vẫn còn bị kéo dài và gây khó khăn thiệt hại cho doanh nghiệp và làm thất thu cho ngân sách nhà nước. Cách tính tiền sử dụng đất hãy còn nhiều hạn chế, gây khó khăn tạo gánh nặng cho doanh nghiệp. Vậy lý do vì sao lại xảy ra thực trạng trên? Cơ quan quản lý doanh nghiệp và người dân sẽ nói gì về vấn đề này? Trước hết mời quý vị theo dõi phóng sự sau của chúng tôi. Theo Nghị định số 45 năm 2014 của Chính phủ, khoản thu tiền sử dụng đất, trừ thu tiền sử dụng đất gắn liền với tài sản trên đất do các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc Trung ương quản lý là khoản thu thuộc ngân sách địa phương. Đây là khoản tiền mà người mua hoặc được giao đất phải nộp để có quyền sở hữu, quyền sử dụng đất. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính thì người được giao đất có các quyền theo quy định. Về bản chất, tiền sử dụng đất thể hiện quyền lợi của chủ sở hữu đất. Cũng theo Nghị định số 45 năm 2014 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất, đối tượng thu tiền sử dụng đất gồm hộ gia đình, cá nhân được giao đất ở, tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, được giao đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở, để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê, tổ chức kinh tế được giao đất thực hiện dự án đầu tư hạ tầng, nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng. Căn cứ thu tiền sử dụng đất là diện tích đất, giá đất và thời hạn sử dụng đất. Thống kê của Bộ Tài chính cho thấy, số thu từ tiền sử dụng đất giai đoạn 2012-2017 chiếm khoảng 6,6% tổng thu ngân sách nhà nước, tương đương 9,1% tổng thu nội địa và 14,7% tổng thu ngân sách địa phương. Bên cạnh đó, trong lĩnh vực bất động sản, cơ cấu tạo nên giá thành bất động sản bao gồm rất nhiều chi phí có thể kể đến, trong đó không thể không kể đến tiền sử dụng đất và các chi phí khác, như chi phí đất đai gồm phí sử dụng, kết cấu hạ tầng, đền bù giải phóng mặt bằng. Chi phí chuẩn bị xây dựng gồm quy hoạch, nghiên cứu khả thi, đo đạc và khảo sát địa chất, thiết kế. Chi phí xây dựng, chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí tiêu thụ, tiền thuế và chi phí dự phòng. Theo các chuyên gia, trong những năm vừa qua, với các chính sách, nhà nước có công bố công khai về giá đất trong một thời hạn nhất định là không thay đổi. Tuy nhiên, trong quá trình vận dụng, các tỉnh thành đều có sự vận dụng khác nhau bằng những quyết định của Hội đồng Nhân dân, cơ quan quản lý của các địa phương, dẫn đến sự không thống nhất, tạo gánh nặng cho doanh nghiệp. Chúng ta đang cố gắng rất nhiều để xây dựng một cái khung giá đất nhà nước nó tiệm cận với lại là giá thị trường. Thế nhưng mà rõ ràng là nó không đạt được kỳ vọng, nó vẫn rất xa. Theo cái quy định của luật đất đai ấy, thì chúng ta phải 2013 thì chúng ta phải xác định rằng là quá trình định giá đất là phải được xác định là dựa trên cái giá của thị trường. Vậy thì làm sao chúng ta xác định được cái giá của thị trường? Đấy là vấn đề quan trọng nhất. Chúng ta thường trong các cái dự án BT cũng như các cái dự án mà quy định về nhà nước thu hồi đất đai ấy, thì nhà nước áp dụng cái khung giá đất đai mà do nhà nước ban hành. Các cái khung giá này thông thường là đặc biệt ở các cái vùng đô thị thì thấp hơn rất nhiều với giá thị trường. Trong khi đó thì quy định của luật đất đai là có cái cơ chế đấu giá cái quyền sử dụng đất, nhưng mà đối với các dự án BT thì gần như chúng ta không thực hiện cái cơ chế đấy. Mặt khác, thực chất hệ số quyết định đến giá đất hiện nay là hệ số K, nhưng hệ số K cũng là bài toán khó với các doanh nghiệp. Câu chuyện về cái tiền sử dụng đất thì vẫn luôn luôn là một cái câu chuyện mà có được nhiều cái câu hỏi và cũng có nhiều cái câu hỏi là chưa có cái lời giải đáp. Gọi là ẩn số thì có lẽ là chừng mực nào đấy chúng tôi nghĩ là cũng có cái sự chính xác của nó. Cách tính giá đất của các thành phố lớn, trong đó có Hà Nội, thì là Hội đồng Nhân dân thành phố có một cái khuyến cáo và hiện nay Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đang thực hiện, tức là không tăng giá đất, cái giá mà công bố trong khoảng 5 năm. Thế nhưng mà thực tế là cái giá đất cơ bản, đấy là giá cơ bản. Nhưng mà trong khi mà quá trình vận dụng thì tùy từng địa phương, tùy từng khu vực là đều có cái hệ số K. Và cái hệ số K này thì liên tục tăng trong thời gian vừa qua. Cho nên có thể nói rằng là giá đất về cơ bản thì không tăng, tức là cái giá gốc thì không tăng. Nhưng cái giá để áp dụng thì lại được điều chỉnh qua hệ số K. Và vì vậy cho nên có thể nói là các cái hệ số về tính giá đất hiện nay vẫn liên tục tăng.
Đồng thời, giá thành bất động sản là cơ sở quan trọng để nhà đầu tư xác định giá bán hợp lý các sản phẩm bất động sản, dự tính lợi nhuận, hoàn thiện hoạch toán nội bộ hay tăng cường khả năng cạnh tranh. Giá thành sản phẩm bất động sản cao hay thấp còn phụ thuộc rất lớn vào chi phí tiền sử dụng đất. Thưa quý vị, quy trình quy định và cách xác định giá tiền sử dụng đất đã được quy định cụ thể, nó khá là chặt chẽ và mang lại nhiều hiệu quả. Tuy nhiên, trên thực tế, phương pháp áp dụng này vẫn còn tồn tại không ít khó khăn, gây ra nhiều băn khoăn cho doanh nghiệp, ghi nhận của phóng viên VTV. Đầu tiên, doanh nghiệp phải qua Sở Tài nguyên Môi trường. Tại đây, Sở Tài nguyên Môi trường sẽ chi ngân sách chọn đơn vị tư vấn xác định phương án giá đất. Sau đó, Sở Tài nguyên Môi trường phải tổ chức đấu thầu và chọn đơn vị thẩm định giá có chi phí thấp nhất. Khi đơn vị thẩm định đưa ra được giá đất theo giá thị trường, sẽ trình lên Sở là Sở Tài nguyên Môi trường và Sở Tài chính thẩm định và phê duyệt. Nếu phương án không thuận, Sở Tài nguyên Môi trường làm lại thủ tục từ đầu hoặc trả lại hồ sơ cho doanh nghiệp. Nếu thuận, cuối cùng phải được Hội đồng thẩm định giá thành phố phê duyệt, khi đó doanh nghiệp mới được đi đóng. Mục đích của quy định này là muốn có cơ chế kiểm tra chéo để doanh nghiệp không bị hành và có một con số chính xác nhất, tránh gây thất thoát cho ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, các doanh nghiệp lại cho rằng chúng ta đều có các cái văn bản luật và đều thấy rằng là quy trình rõ ràng là có mọi cái đều theo các bước, đúng không? Thế nhưng mà doanh nghiệp vẫn thấy rằng là đối với họ là quá lâu và họ thấy rằng là cái quy trình này vẫn còn rất là ảnh hưởng rất là nhiều. Hiện nay cái cách tính giá đất thì cách tính giá đất hiện nay nó cũng làm cho cái thời gian để mà doanh nghiệp phải chờ đợi rất là lâu, bởi vì là tất cả những cái đó, cái quyết định cái hệ số K là bao nhiêu thì phải làm cái hội đồng và người ta làm theo cái giai đoạn. Hiện nay thì thành phố đang giao cho là Sở Tài nguyên Môi trường và Sở Tài chính kết hợp với các cái sở khác, ví dụ như Sở Xây dựng, như cái địa phương có cái miếng đất đó là tham gia vào cái hội đồng này. Nhưng mà tham gia thì từ đầu tiên là tư vấn, lập cái phiếu tính giá, cái cơ sở để mà tính giá. Thế sau đó thì đưa ra cho cái hội đồng, những hội đồng ở cấp chuyên viên. Tức là cũng các sở ấy, nhưng mà chỉ là cấp chuyên viên thôi. Thế sau khi mà cấp chuyên viên xem xét xong, đề nghị lên, thì mới đến cái hội nghị của hội đồng định giá như ở cấp lãnh đạo các sở. Thế và sau khi mà cái hội nghị lãnh đạo cấp sở xong, đi đến cái nhất trí, thì mới trình cho hội đồng nhân dân. Và hội đồng nhân dân mới phê duyệt cái đó, thì ủy ban mới căn cứ vào đó tính ra. Cho nên là những cái để mà tính ra được cái giá cho một cái dự án ấy, tính từ lúc bắt đầu mà khi có được cái quyết định giao đất, quyết định về tính giá để mà lập hội đồng định giá, thì có khi nó phải mất từ 6 tháng đến 1 năm thì mới ra được cái biểu đồ định giá. Thế vì vậy cho nên có thể nói là một là nó cũng mất cái cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp, cái thứ hai cái sự chờ đợi rất lâu và có thể nói là cũng tốn kém. Không chỉ vậy, theo thống kê gần đây, thông thường so với đơn giá đất mà nhà nước quy định, giá trị đất mặt tiền của một số cung đường sẽ gấp khoảng trên dưới 4 lần, còn các vị trí được đánh giá là bình thường, không phải đất vàng, thì hệ số cũng được xác định là trên 2 lần. Hiện nay cái tiền chuyển đổi mục đích sử dụng đất của chúng ta tương đối là lớn, cho nên nhà đầu tư là mua đất rồi này, xong lại chuyển đổi mục đích nữa này, như vậy là hai lần phải đầu tư thì mới ra được sản phẩm. Và thường là cái dự án bất động sản là cái nguồn lực là hữu hạn, nhưng mà phải đóng liền một lúc cái lượng tiền rất là lớn, ngoài cái việc mua đất ra này còn phải đóng tiền chuyển đổi mục đích, thì rõ ràng đây là một cái mà rất là khó khăn cho các doanh nghiệp bất động sản. Cho nên có thể nói là giá đất về cơ bản thì không tăng, tức là cái giá gốc thì không tăng, nhưng cái giá để áp dụng thì lại được điều chỉnh qua hệ số K. Và vì vậy cho nên có thể nói là các cái hệ số về tính giá đất hiện nay vẫn liên tục tăng, mà những cái thời gian gần đây thì đã có nhiều khu vực đã tính đến cái hệ số là 2,5 lần. Tức là từ cái giá công bố của thành phố, cái giá để mà tính áp dụng là nó được nhân với hệ số K 2,5 lần, tùy thuộc vào cái lớp. Tức là trong cái phân định giá đất, người ta phân ra lớp 1 là lớp tiếp xúc với mặt đường, lớp 2 là phía trong, lớp 3 là trong nữa, ví dụ có cái vướng. Thế thì cách tính của các cái vận dụng cái hệ số K này, thì những cái ở những cái ô đất mà hợp lý, gọi là tương đối đẹp, thì đã phải chấp nhận đến cái mức là 2,5 lần. Đồng thời, tại báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán năm 2017 của Kiểm toán Nhà nước, việc xác định giá đất của nhiều dự án còn kéo dài, chưa đảm bảo thời gian các bước theo quy trình, làm chậm thu vào ngân sách nhà nước. Nếu tính toán phạt chậm nộp về thuế tại hai địa phương là Hà Nội và tỉnh Bình Dương, thì số tiền phạt chậm nộp do chậm xác định giá đất, chậm phát hành thông báo thu tiền sử dụng đất là 1.074 tỷ đồng. Đây là một điều đáng lo ngại. Tồn tại rất là lâu rồi. Các doanh nghiệp luôn luôn có phàn nàn về việc là
cái quy trình, cái tính tiền sử dụng rất là lâu. Nhiều khi doanh nghiệp muốn quyết định đầu tư nhưng mà trong quá trình tính toán thì thường bao giờ lại họ cũng lại chưa biết chắc chắn được cái mức tiền sử dụng đất là bao nhiêu, mà để mà xác định thì lại không nhanh. Thường bao giờ cũng rất là để mà xác định chính xác thì bao giờ cũng mất rất nhiều thời gian, và các chủ đầu tư lại lỡ đi các cái cơ hội quyết định đầu tư. Một trong những câu chuyện được báo chí nhắc nhiều trong thời gian gần đây về việc xác định giá đất của dự án còn kéo dài có thể kể đến là câu chuyện của doanh nghiệp này. Theo trang báo này, cách đây vài tháng, đại diện doanh nghiệp cho biết doanh nghiệp của ông đang bị treo 14 dự án chưa thể hoàn thành việc đóng tiền sử dụng đất. Trong đó, 4 dự án đã nộp tiền sử dụng đất, nay do điều chỉnh quy hoạch dẫn đến phải nộp bổ sung. Còn lại 10 dự án đang trong quy trình thủ tục xác định giá đất chưa biết khi nào hoàn tất. Và đây không phải là trường hợp hiếm trên thị trường bất động sản. Cũng theo tờ báo này, trước đó, sau nhiều lần xin nộp tiền sử dụng đất không thành, công ty cổ phần đầu tư Times Square đã gửi văn bản đến Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề nghị sớm giải quyết cho nộp tiền sử dụng đất của dự án Times Square tại khu đất 5759 Đồng Khởi và số 2326 Nguyễn Huệ, quận 1. Công ty này phản ánh dù đã có nhiều chỉ đạo hướng dẫn từ năm 2012 nhưng công ty vẫn chưa được xác định nghĩa vụ tài chính cho dự án trên. Việc chậm xác định tiền sử dụng đất làm công ty bị thiệt hại do thời gian khấu trừ tiền thuê đất đã nộp bị giảm, gây khó khăn cho hoạt động của doanh nghiệp. Theo phân tích của các chuyên gia, trước đây, việc tính tiền sử dụng đất chỉ có Sở Tài chính là chủ sự, nhưng nay có thêm sự tham gia của Sở Tài nguyên Môi trường và Hội đồng Thẩm định Giá đất thành phố. Vì phải qua 3 cửa nên thời gian sẽ bị kéo dài hơn rất nhiều, dẫn đến rủi ro cho doanh nghiệp, ngân sách nhà nước bị ảnh hưởng và người mua nhà là người thiệt hại nhất vì chi phí bị tính vào giá bán. Rõ ràng nguồn thu từ tiền sử dụng đất là nguồn thu rất quan trọng trong ngân sách nhà nước. Tuy nhiên chúng ta cũng cần phải làm rõ, xác định cụ thể hơn nữa trong việc xác định hệ số giá đất sao cho phù hợp với từng khu vực, từng địa phương, tạo sự hài hòa giữa nhà nước, người dân và nhà đầu tư. Đồng thời đất đai là giai đoạn đầu có tính quyết định đối với các dự án. Do đó để tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp trong việc tiếp cận đất đai, khai thác nguồn lực về đất đai, chúng ta còn cần phải tiếp tục đơn giản hóa các thủ tục hành chính, tạo thuận lợi tối đa cho cộng đồng doanh nghiệp. Ghi nhận những ý kiến từ các chuyên gia doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản mà phóng viên VITV đã ghi nhận được. Cách tốt nhất chúng ta phải quay trở lại vấn đề gốc. Đấy là vấn đề là chúng ta xem xét, rà soát lại toàn bộ cái quy trình chúng ta tính toán tiền sử dụng đất. Việc kết hợp giữa các cái sở ban ngành nó như thế nào, nó nằm ở những cái khâu nào mà chúng ta có thể rút ngắn được, chúng ta làm cách nào mà có thể làm nhanh hơn được, tính toán hoặc là cho doanh nghiệp có những cái hình dung nó dễ hơn về việc là cái cách tính để họ dễ tính chẳng hạn, mặc dù là cách tính đã có nhưng họ không tính ra được. Bây giờ thì trước khi mà ông làm dự án, ông đã phải nộp tiền đất rồi. Nhưng mà một cái lần sử dụng đất thì thường chỉ được chia là 2-3 lần là cùng, và trước khi mà ông thi công hoàn chỉnh lên xong, ông phải nộp xong tiền đất. Thế mà tiền đất thì ngân hàng lại rất ngại cho vay, bởi vì nằm trong cái là phải vốn tự có của doanh nghiệp. Cho nên là có thể nói rằng là những cái doanh nghiệp mà không đủ lực về tài chính là bây giờ là rất khốn đốn về cái tiền sử dụng đất. Bởi vì là vừa phải nộp nhanh, vừa không đi vay được, mà dồn dập vào cái như thế trong khi hàng chưa bán được, chưa có sản phẩm. Thì có thể nói đây chính là một cái khó khăn cản trở cho cái thị trường bất động sản phát triển một cách gọi là lành mạnh. Tất nhiên tôi cho là cái cách thức kiểm tra thế nào để doanh nghiệp phải đủ năng lực tài chính thì mới cho mua cái khu đất ấy, mới cho làm, thì cũng là một yếu tố nên làm. Nhưng mà làm như thế nào để cho cái doanh nghiệp nó không quá khó thì cũng phải xem có cái tháo gỡ. Trong vấn đề cải cách hành chính thì đây cũng là một cái mục tiêu mà chúng ta phải làm. Tôi cũng rất đồng tình là hiện nay có thể qua nhiều cấp nhiều ngành, rõ ràng nó phải có quy trình, và mỗi một sở một ban ngành nó lại mất một cái thời gian, thì rõ ràng chúng ta nên đưa vào một đầu mối, một cửa để làm sao quyết định toàn bộ cái vấn đề này, vừa là công khai vừa là minh bạch, nhưng mà đồng thời là tạo điều kiện cho doanh nghiệp để cái thời gian xác lập dự án nó nhanh hơn nữa. Chứ còn đúng như là các bạn nói, hiện nay là chí ít trong vấn đề đánh giá cái giá trị để nộp tiền chuyển sổ dụng đất, đây là cả một cái quy trình rất là dài mà chúng ta hiện nay là doanh nghiệp chúng ta mắc nhất cái này hiện nay. Bởi vì cái thời gian kéo dài thì cái giá vốn nó cũng đội lên, đồng thời cái cơ hội
để tiếp cận với những cái thị trường ngay lập tức là chúng ta không làm được cái việc đó. Thì đây là những cái cản trở cơ bản mà tôi nghĩ rằng cải cách hành chính chúng ta cần phải đưa cái này vào mục tiêu cơ bản để chúng ta cải cách. Những ý kiến vừa rồi đã khép lại chương trình xây dựng và bất động sản tuần này của chúng tôi. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Để xem lại chương trình, quý khán giả có thể theo dõi trên website vitv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.